Ok, xin chào tất cả các bạn. Và lại là tôi đây, và tôi là Trịnh Đức Dương. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu cái cách để chúng ta có thể copy một cái đoạn văn bản ở bên trong một cái file PDF bị chống copy các bạn nhé. Thì trong cái quá trình mà chúng ta làm việc thì chúng ta gặp rất nhiều cái file PDF mà bị cái người họ xuất file đó, họ chặn chúng ta copy, không cho phép chúng ta copy cái nội dung ở trong file PDF này. Tuy nhiên thì bất kỳ một cái phương pháp nào đều có cách giải quyết cả thôi. Và trong video này thì tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu cái cách làm sao để chúng ta có thể copy được những cái nội dung ở bên trong cái file PDF của chúng ta một cách nhanh chóng, hiệu quả và hoàn toàn miễn phí. Các bạn cũng không cần phải cài thêm bất kỳ một cái phần mềm nào, cũng như là chúng ta sẽ có hai cách khác nhau luôn các bạn nhé. Nếu như bạn thấy thích video này thì bạn đừng quên ấn nút like cũng như là chia sẻ video này đến với bạn bè của mình. Và trong cái quá trình mà bạn làm theo cái hướng dẫn của tôi mà gặp phải vấn đề gì thì bạn đừng ngần ngại liên hệ với tôi hoặc là để lại ở phần bình luận những cái vấn đề của bạn. Tôi sẽ đọc và nếu như có thể thì tôi sẽ hỗ trợ bạn để có thể giải quyết vấn đề đó. Được chưa nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái chủ đề ngày hôm nay thôi. Ở đây thì tôi có một cái ví dụ điển hình cho các bạn ở đây. Tôi nhấp vào này. Thì các bạn thấy rằng trong một cái file của chúng ta như này, chúng ta sẽ có phần là nội dung và phần hình ảnh. Và cả hai phần này đều đã được mã hóa để chống copy. Các bạn click chuột phải này thì chúng ta sẽ không thể nào mà copy được. Và ngay kể cả khi chúng ta nhấn vào lệnh in này thì chúng ta cũng không in được nếu mà chúng ta copy. Bởi vì họ đã chống copy rồi, hình ảnh cũng vậy, chúng ta không thể sao chép và copy được. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể làm được điều này? Thì về nguyên tắc cơ bản ấy, chúng ta sẽ có hai cách khác nhau. Cái cách thứ nhất là các bạn sẽ sử dụng một cái công cụ để chúng ta có thể chuyển đổi cái file PDF của chúng ta thành một cái định dạng văn bản ở dạng file.word.doc, hoặc là chúng ta sử dụng một cái trình để chuyển đổi từ hình ảnh sang file văn bản của chúng ta. Thì tùy theo cái mục đích của các bạn muốn copy cả hình ảnh hay không, hay là các bạn chỉ muốn copy đúng một cái phần nội dung thôi, thì các bạn sẽ làm theo từng cách một. Đầu tiên là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta có thể chuyển đổi cái file này thành file Word, sau đó thì chúng ta có thể copy được nội dung cũng như là hình ảnh ở bên trong file này. Để có thể làm được điều này, đầu tiên là bạn sẽ lên trên Google này, bạn sẽ tìm kiếm cho tôi là chuyển từ PDF sang Word nhé. Đó, các bạn nhấp vào. Được chưa? Ở trong này thì các bạn sẽ thấy có hai cái ứng dụng cơ bản mà tôi hay sử dụng. Cái thứ nhất là iLove PDF và cái thứ hai là Tool PDF24.org. Thì bạn sử dụng một trong hai cái này cũng được. Ví dụ như đặc điểm của cái này là iLove PDF thì nó sẽ chuyển nhanh hơn và đôi khi thì nó sẽ có một số trường hợp nó bị lỗi cái ký tự nó có dấu. Còn Tool PDF24 thì nó sẽ chuyển đổi chậm hơn một chút. Các bạn có thể sử dụng một trong hai cái này cũng được. Ở đây thì tôi sẽ chọn cái PDF 24 Tool các bạn nhé. Thì lúc này một cái giao diện hiện ra giống như các bạn đang thấy ở trên màn hình. Thì các bạn sẽ nhấp vào cho tôi phần chọn tệp này. Một cái mục hiện ra như thế này, bạn sẽ truy cập vào cái thư mục chứa cái file PDF mà được mã hóa chống copy của chúng ta. Tôi sẽ chọn ở đây và nhấn vào phần Open. Đó. Thì quá trình tải lên của chúng ta và xử lý nó sẽ mất một chút thời gian. Bạn nhấp vào phần chuyển đổi này. Cái quá trình xử lý của chúng ta nó sẽ mất một chút thời gian và nó sẽ hơi lâu một chút, nhưng mà cái kết quả xử lý của chúng ta nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Các bạn kiên nhẫn chờ là được thôi. Rồi, sau khi mà cái quá trình chuyển đổi cái file PDF sang Word của chúng ta được kết thúc rồi thì các bạn sẽ nhấp vào cho tôi cái phần download này để chúng ta có thể tải về cái file của chúng ta. Đó. Các bạn thấy chúng ta có một cái thư mục Word ở ngay góc dưới bên trái của chúng ta này, các bạn nhấp vào để mở Word lên. Được chưa? Các bạn thấy rằng là chúng ta có một cái file Word như này, bao gồm văn bản này và hình ảnh. Thì khi mà các bạn tải cái file về, các bạn sẽ thấy hình ảnh nó không có gì, nó trắng đúng không ạ? Các bạn sẽ nhấn vào cho tôi cái phần Enable Editing này. Đó, thì ngay lập tức cái phần ảnh của chúng ta đã được thêm vào đây một cách rất là hoàn hảo rồi. Và cái việc chuyển đổi từ văn bản của chúng ta, từ cái file PDF chống copy sang văn bản cũng khá là ok rồi. Các bạn có thể click chuột phải để chúng ta sao chép các cái đoạn văn mà chúng ta mong muốn như bình thường. Chúng ta cũng có thể sao chép được hình ảnh các bạn nhé, hoặc là xuất cái hình ảnh chúng ta ra. Đó, cũng tương tự như vậy thì các bạn có thể sử dụng cái trình iLove PDF ở đây này. Các bạn chọn tệp và cũng làm tương tự thôi. Chọn vào đây, nhấn Open. Nhấn vào chuyển đổi góc dưới ở bên phải này. Trang này thì nó sẽ giúp chúng ta chuyển đổi nhanh hơn. Đó,
nó sẽ tự động tải xuống luôn cho chúng ta. Còn trong trường hợp mà nó không tải xuống ấy, thì bạn sẽ nhấp vào cho tôi cái biểu tượng màu đỏ nhé, chứ không phải là các biểu tượng màu xanh xung quanh. Đây, sau đó thì chúng ta mở cái tệp của chúng ta lên. Đó, thì như này nó sẽ tự động mở luôn cho chúng ta cả hình ảnh này mà không cần phải nhấn Enable Editing. Nhưng mà những cái trường hợp như dấu chữ mẫu này nó sẽ bị lỗi một chút, và các bạn phải lưu ý để chúng ta check lại xem cái văn bản của chúng ta nó đã đúng hay chưa các bạn nhé. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số cái khác, ví dụ như là Small PDF hay là PDF 2 Doc này. Thì những cái này nó cũng được thôi, nhưng mà đôi khi thì nó sẽ bắt chúng ta phải trả phí cho những cái trường hợp chuyển đổi từ dạng cấm copy sang dạng văn bản các bạn nhé. Ngoài cái cách này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái cách mà nó hơi thủ công hơn một chút. Và nếu như bạn đã xem cái cách mà tôi hướng dẫn vài giây trước thì các bạn sẽ không muốn làm cách này đâu. Nhưng mà tôi sẽ giới thiệu cho các bạn có thể để các bạn có thể dễ hình dung nhé. Rồi, thì khi mà chúng ta có một cái file PDF như này thì các bạn sẽ mở nó ra này. Chưa? Và các bạn muốn copy phần văn bản nào thì bạn sẽ chụp ảnh màn hình văn bản đó. Và tôi sử dụng một cái công cụ chụp màn hình là Snipping Tool. Đấy, Snipping Tool này. Đúng không ạ? Tôi sẽ chụp ảnh cái khu vực văn bản mà tôi muốn copy. Đây, chọn nó nhá. Sau đó này, tôi sẽ nhấn phím Ctrl S để tôi lưu cái file này lại về máy tính. Ví dụ như là mẫu 1 đi. Lưu ở desktop nhá. Sau đó thì bạn sẽ sử dụng các cái trình chuyển đổi từ hình ảnh sang văn bản của chúng ta. Ví dụ như bạn có thể sử dụng Google Doc này, hoặc là bạn có thể sử dụng một cái trình chuyển văn bản này, chuyển ảnh sang văn bản này. Đó, thì bạn sẽ sử dụng cái online convert này. Đúng không ạ? Chúng ta nhấp vào chọn file. Trong này thì sẽ chọn hình ảnh và nhấn vào phần open. Sau đó bạn kéo xuống dưới, bạn sẽ nhấp vào phần bắt đầu này. Dưới này thì chúng ta sẽ có một số cái lựa chọn khác nữa, tuy nhiên thì nó sẽ là tiếng Việt mặc định thôi. Đó, sau khi cái kết quả chuyển đổi chúng ta thành thì nó tự động nó tải xuống cho chúng ta một cái file .txt, tức là dạng của file notepad đó. Các bạn sẽ nhấp vào này, chúng ta sẽ mở nó lên và các bạn sẽ được một cái đoạn văn bản giống như các bạn mong muốn ở đây, một cách rất là nhanh chóng và hiệu quả thôi. Và như vậy thì tôi đã cùng các bạn đi tìm hiểu cái cách để chúng ta có thể chuyển đổi từ, để có thể copy được cái nội dung của một cái file PDF chống copy sang cái văn bản, và chúng ta có thể copy được nó một cách dễ dàng, bao gồm cả copy nội dung và copy hình ảnh của chúng ta. Nếu như bạn thấy video này hữu ích thì bạn đừng quên cho video này một like, ấn nút share để chia sẻ video này tới bạn bè của mình. Trong trường hợp bạn thấy video này cần cải thiện về vấn đề gì thì bạn đừng ngần ngại để lại ở phần bình luận bên dưới những bình luận tâm huyết nhất, tôi sẽ đọc, tiếp thu và cải thiện chúng ở trong các video tiếp theo. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm kênh Tốt Kiến Thức thì bạn đừng quên ấn nút subscribe kênh, bật nút chuông thông báo để theo dõi các video mới nhất trên kênh, cũng như là ủng hộ cho tôi để tôi có động lực ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi tới các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.